Nói về nhân vật của mình thì Linh sẽ có ba từ khóa, đó là đạo, đời, đau. Tính tới thời điểm này thì cái vai mà bị đánh đập nhiều, bị hành hạ nhiều á, thì chắc có lẽ cái vai này là có à ha. Dạ. Vai này có. Cũng nó có thể lên 5-7 giây, 30 giây, thậm chí là 1 phút, ví dụ vậy. Nhưng chúng tôi quay có thể là quay 4-5 tiếng, có thể là 1 ngày đó, cho một cái phân đoạn đó. Không đã, cho làm lại cái nữa. Làm lại. Cái này là cái mà mình phải ráng cố gắng để có những cái hay nhất gửi đến quý vị khán giả. Có một cái phân đoạn mà hành hạ nhưng mà mình cảm thấy sướng là cái phân đoạn mà cõng đứa con. Bởi vì cái tướng thì có 50 mấy ký à, mà phải cõng một đứa con mà nó cao to. Mà anh phải cõng té lên té xuống và vừa cõng vừa tại quay 10 mấy tép luôn. Quay hoài mà tôi không chịu, anh khó chịu chính ảnh luôn. Và ảnh còn ra nói chuyện với Tuấn Trọng. Anh nghĩ Tuấn Trọng ráng giùm anh nha Tuấn Trọng. Cảm ơn Tuấn Trần nhiều nha con. Thật sự ra là nhờ con mà ba giãn cơ, giãn xương dữ lắm á. Sao xỉu rồi.